Hello quý vị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony nha. Thì hiện tại bây giờ là buổi trưa ngày thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Thì trong cái phần tin tức buổi trưa ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây một cái nội dung nó liên quan tới tiền bạc. Hiện tại bây giờ trên cộng đồng mạng cũng như là vòng quanh nước Mỹ đang có một cái câu hỏi và nhiều dấu chấm hỏi là chúng ta có cơ hội nhận được cái tấm chéc lần thứ tư hay là không. Sau đây tôi này xin phép được chia sẻ với các bạn, chúng ta cùng nhau cập nhật và mổ xẻ phân tích coi cơ hội tấm chéc lần thứ tư nó có đến tay chúng ta hay là không. Mời các bạn theo dõi nhé. Vì sao, tại sao chính quyền của chú Bảy cũng như là chú Bảy hai cái gói chi tiêu trị giá hơn 4.100 tỷ đô la mà không có một cái đề xuất, không có một cái vấn đề gì cập nhật hay là đề cập đến cái chuyện tấm chéc lần thứ tư cho người dân Mỹ? Lý do gì sao tại sao? Và đây là lần thứ ba chú Bảy nhận được một cái lá thư yêu cầu đề nghị từ các ủy viên của ủy ban ở Hạ viện cũng như là hơn 81 thành viên của đảng Dân Chủ tại Quốc hội đã yêu cầu chú Bảy là nên gắm vào, bỏ vào trong cái 4.100 tỷ đô la đó cái tấm chéc lần thứ tư cho dân Mỹ. Vậy thì chúng ta có cơ hội được tấm chéc lần thứ tư hay là không? Người dân Mỹ có cơ hội nhận được tiền lần thứ tư hay là không? Các bạn ơi, các bạn à, theo như cái kế hoạch mà hai gói chi tiêu của chú Bảy cũng như là đảng Dân Chủ đang đề xuất á, nó trị giá khoảng 4.100 tỷ đô la đó, thì trong đó nó không có một cái gì đề cập hay là liên quan tới cái tấm chéc lần thứ tư cho người dân Mỹ hết các bạn nhé. Hoàn toàn chưa có một cái thông tin gì. Nhưng mà hiện tại bây giờ ngay tại Hạ viện và Thượng viện, mình gọi nôm na là Quốc hội Mỹ đi, thì có hơn 80 thành viên của đảng Dân Chủ trong Quốc hội đã bày tỏ sự ủng hộ là nên có cái tấm chéc lần thứ tư cho người dân Mỹ. Bên cạnh đó thì theo như cái tờ báo Newsweek đã cho biết vào ngày hôm qua, một cái dấu hiệu ủng hộ mới nhất, bên cạnh cái chuyện 80 thành viên của đảng Dân Chủ thì một cái dấu hiệu ủng hộ mới nhất mới vừa xuất hiện vào ngày hôm qua là đến từ 6 thành viên của ủy ban cách thức và phương tiện ở Hạ viện đã gửi một cái lá thư cho chú Bảy, và trong cái lá thư kêu gọi là không cần biết chú Bảy muốn chi tiêu cho cái gì doesn't matter. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì người Mỹ vẫn đang phải đối mặt với dịch vật, phải chống dịch, trốn dịch, phòng dịch. Cho nên 6 thành viên trong cái ủy ban này người ta kêu gọi chú Bảy là trong cái lá thư là phải kèm theo một cái tấm chéc lần thứ tư cho người dân Mỹ. Tại vì đây mới là cái cứu cánh cho những người mà dân Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Và họ nói rằng đây mới là vấn đề mà cần thiết và nhất thiết và cấp thiết. Chứ còn mà những cái chi tiêu mà chú Bảy đang đề xuất ra đó, nó không có một cái gì gọi là thực tế cho người dân Mỹ các bạn nhé. Bên cạnh cái chuyện 80 thành viên của đảng Dân Chủ và 6 thành viên trong cái ủy ban cách thức và phương tiện đã gửi thư cho chú Bảy, thì bên cạnh đó có một người nữa là phó tướng của chú Bảy cũng mới vừa lên tiếng vào tối hôm qua là bà ta cũng sẽ đứng về phía những người này để ủng hộ cho cái chuyện là nên đề xuất ra cái tấm chéc lần thứ tư cho người dân Mỹ. Thì các bạn biết rồi, hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều người đã lãnh cái chéc lần thứ ba, và cũng có người sẽ bắt đầu chuẩn bị lãnh cái chéc lần thứ ba. Bên cạnh đó thì cái chuyện thuế tín dụng trẻ em người ta cũng sẽ bắt đầu gửi ra vào ngày 15 tây tháng 7 này, và nó sẽ mỗi một tháng gửi ra một tấm chéc. Nếu quý vị và các bạn có con dưới 17 tuổi thì sẽ lãnh ít nhất 250 hoặc là 300, còn nếu 18 tuổi thì lãnh một lần 500, 19 đến 24 tuổi mà làm college full time student thì lãnh được 500, nhưng mà còn phân nửa còn lại thì các bạn sẽ phải khai thuế năm 2022 thì các bạn mới lãnh được cái cục phân nửa còn lại. Và hiện tại bây giờ á, thì theo như hơn 80 thành viên của đảng Dân Chủ nói như thế này nè các bạn, nếu tấm chéc lần thứ tư mà được đề xuất và thông qua thì nó có khả năng giảm những người nghèo. Hiện tại bây giờ thì nước Mỹ có khoảng 44 triệu người nghèo. Nếu mà cái tấm chéc lần thứ tư này nó được thông qua đó thì có thể là từ 44 triệu nó sẽ giảm xuống còn 14 triệu người nghèo. Đó là những gì mà 80 thành viên của đảng Dân Chủ
đã gửi thư cho ông chú Bảy là như vậy đó các bạn. Thì vào ngày hôm qua cái bức thư mà 6 thành viên của ủy ban gửi cho chú Bảy đó các bạn, thì đánh dấu đó là lần thứ 3 chú Bảy bị các nhà lập pháp kiến nghị về cái tấm chéc lần thứ 4. Tức là đây là lần thứ 3 mà hầu như rất là nhiều thành viên của đảng Dân Chủ đề nghị với chú Bảy, kêu chú Bảy là nên bỏ tấm chéc lần thứ 4 vào trong cái gói chi tiêu. Tại vì hiện tại bây giờ thì không biết lý do gì sao tại sao chú Bảy không chịu. Chú Bảy muốn xài thật là nhiều tiền, 4.100 tỷ đô la, nhưng mà trong đó không có một đồng bạc nào cho người dân Mỹ. Tức là chú Bảy không có đính kèm theo cái tấm chéc lần thứ 4 các bạn. Cho nên ngày hôm qua đánh dấu lần thứ 3 mà chú Bảy bị những thành viên của bên phía ông ta cũng như là rất là nhiều người trong quốc hội kêu gọi chú Bảy là phải để cái chéc lần thứ 4 vào bên trong cái gói chi tiêu. Hiện tại bây giờ hai cái gói chi tiêu mà chú Bảy đang để trên bàn á, một gói là 2.300 tỷ đô la cho cơ sở xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi cái gói kia là 1.800 tỷ đô la. Cho nên hơn 80 thành viên cũng như rất là nhiều người bên đảng Dân Chủ nói tại sao trong 1,8 nghìn tỷ đô la đó không bỏ cái chéc lần thứ 4 cho người dân Mỹ, tại sao chỉ cho ví dụ như là giáo dục và chăm sóc trẻ em và nghỉ phép có lương hưu, tại sao người dân Mỹ không được một cái tấm chéc nào hết vậy, tại sao trong cái gói chi tiêu 1.800 tỷ đó không bỏ vào cái chéc lần thứ 4 đó các bạn nhé. Cho nên hiện tại bây giờ chú Bảy đang bị hạch hỏi, đang bị đề nghị, đang bị coi như là kêu gọi đó các bạn. Thấy chưa? Vậy thì nếu mà chú Bảy đồng ý với cái lời kêu gọi cũng như là đề nghị của hơn 80 thành viên của đảng Dân Chủ về cái chéc lần thứ 4 thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì sau đây mời các bạn nghe nhé. Nếu thật sự mà cái tấm chéc lần thứ 4 nó được đề xuất á, thì nó phải được thông qua ở Hạ viện. Và sau khi Hạ viện thông qua thì nó sẽ đem lên tới Thượng viện. Và sau khi Thượng viện mà nó thông qua thì nó mới lên được cái bàn của chú Bảy để mà chú Bảy ký. Vậy thì hiện tại bây giờ ở Thượng viện có 50 và 50, mà đa số thì hầu như các thành viên của đảng Cộng Hòa đó các bạn thì không ủng hộ về cái gói chi tiêu của chú Bảy, tại vì nhiều tiền quá, người ta nói là nó sẽ lạm phát, nó sẽ dở nợ cho nước Mỹ. Cho nên hiện tại bây giờ thì mình có thể nói là tất cả các thành viên của đảng Cộng Hòa sẽ không đồng ý. Nhưng mà nếu 50 thành viên của đảng Dân Chủ mà đồng ý á, cộng với bà phó tướng, thì dĩ nhiên nó sẽ thông qua, tại vì đó là cái lực mà đảng Dân Chủ đang chơi bây giờ. Nhưng mà chỉ cần một người, một thành viên của đảng Dân Chủ mà không đồng ý thôi, thì dĩ nhiên cái đề xuất tấm chéc lần thứ 4 nó sẽ không bao giờ thông qua đâu các bạn nhé. Thì đó là những gì mà nó sẽ xảy ra, và nếu nó xảy ra các bạn. Sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi trưa ngày thứ 4, tôi này chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất, nó liên quan tới tiền bạc và đặc biệt là liên quan tới tấm chéc lần thứ 4 cho người dân Mỹ. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật, cũng như để lại một cái like, một cái bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel các bạn nhé. Cũng như bạn nào lần đầu tiên vào channel, bấm nút màu đỏ, bấm cái chuông kế bên để nhận được những cái video mới nhất. Have a good day and bye bye.